Hello anh em. Hôm nay cập nhật xe ngày mới anh em ơi. Hôm nay đằng ngã ba đằng ngã họ làm lộ nè, anh em xem. Đó. Thấy không? Họ đủ nhựa ngào luôn anh em. Nhựa rất là chắc chắn. Đó là một điều cũng đáng mừng anh em ha, để cho nó đỡ bể lộ. Đây là địa chỉ bản hiệu của hàng nha anh em. Ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đây là đằng cửa hàng phụ thôi, còn đằng cửa hàng chính thì đằng ngã ba đằng kia. Anh pha lúc đen. Akira. Akira này mà bắt sang rửa nó mới được. Chạy quá trời luôn không gầy. Scuppy. Scuppy này nó màu đỏ đen nhưng mà anh em đi dán đem chùm nha. Chạy mới có 2229 cây. Cái đối với dòng Scuppy anh em nhớ vụ dấu chấm này nha. Nhiều anh em nhầm Odo lắm. Cái này có nhiều anh em không hiểu rồi đọc 22.000 rồi 292 cây là sai đấy. Cái số 2 là cứ 10 km là nó nhảy lên một nhảy lên 10 nó như một. Đến khi nào mà 10 là nó nhảy lên qua 10 km 10 lần á. Tức là xe này là mới có 2.000 mấy anh em ha. Để tránh nhầm lẫn nhiều anh em không hiểu. Này dán tem chùm thôi. Ở trong người tem zin vẫn còn. Chưa có rửa nha. Suiva bạc ha. Quen 110 thái ha. Dây Zinio. Mấy này cũng xe nhập không nha anh em. Xe này chạy mới có 900 mấy cây, gần 1000 cây. Neo xanh nè, neo xanh anh em hay hỏi nè, ấm gầy nha. Neo xanh nó lấy nó đi nè. Neo này có clip rồi nè anh em ha. Còn vẫn còn chưa bán nha. Cái này vi sành. Đang lột keo anh em ha. Bữa nay cũng có làm giá nó ghi rõ nó cho đi nha anh em. Anh em xem. Cái clip bữa nay ngày mấy ta? Bữa nay là ngày 12. 12 13 vậy đó. Chứ không nhớ ngày tháng nữa các em. 12 tháng 11 nha anh em. 12 tháng 11. Đó, em có làm giá ghi trên điện hết nè, anh em xem. Em chỉ quay thôi, có giá cho nên anh em tham khảo. Cái này anh pha 100 đời 26, đời cao, đời rất là cao. Đời cuối cùng của anh pha 100 luôn nha anh em. Máy nó chắc lắm. Nó có dở dằn chân hai lốc nó có bắn thôi. Chứ máy nó thì khỏi nói luôn. Vỏ chữa thay, vỏ riêng còn. Thế này. Vỏ riêng còn. Thằng này 110 anh em ha. Dòng thơ mới 13-4. Này màu đỏ, này nhỉnh đi tí xíu mất hơn 200.000. 13-6 ha, nó có giá đi anh em ha. Này quay ớt 100. Máy riêng nha anh em. 135 là 13-5 nha anh em. Seawood này bánh mâm thắng đĩa RC ha, 14. Cái này 14-5. Này cho biển cũng giữ anh em ha. Ủa, ở trường em lấy chiếc Seawood nào 14 bán? Em lấy hôm qua là anh báo anh em chiếc này hả? Chiếc này hả? Chiếc này bán rồi anh em ha. Để biết anh em gọi mới công mất thời gian anh em. Còn mấy ạt này phép cũng làm giá lại trên yên anh em ha. Hay gì đó. Ông ở trong Linh Quỳnh hả? Anh biết rồi. Vậy chứ mày chưa bắt sang bỏ lên bán tải đi giao cho anh em đi. Trời ơi chịu đi, giờ này công chuyện tùm lum nhân sao đi. Sao biết rồi, vậy ông coi ban đêm á. Anh coi bữa đó cũng tới hù rồi. Coi rửa ghế sạch sẽ rồi đi giao cho anh em ta. Nó đẹp. Này cũng mâm đĩa nè, mà này nó rẻ hơn 12 ha. 12 năm. Anh em không biết chứ Seawood mà cái giọng người xê bô nhỏ anh em. Tiếng nổ giòn lắm. Cái tiếng nổ giòn anh em đi bóc. Còn mấy chiếc bô lớn đời cao thiệt, mới thiệt, nhưng mà
cái bô nó nổ em nghe em thấy không hay. Winner ẹt tàu giá chắc yên em á. Cái xe này giá cũ đó em 7 đó. Mà thép có giảm 1 triệu rồi nè. Cái này cũng vậy nè. Giá cũ nè, giá mới nè. Làm gì cho nó dễ nè má. 11 xe về à. Tại phép lu bu quá quên á, với sợ biết không? Sợ làm giá là bắn lộn. Bây giờ bữa nay lật sổ ra này coi kỹ hết trơn này. Bắt đầu là làm giá. Cái này còn 9 triệu cái mô tô rùa nè. Sạch gây đơn nó dán tem xe chia nha nè, chứ không phải xe chia đâu nha. Cái này gây đơn sân cơ á. Có 19 triệu quá. Cho anh em về binh độ cắt kiểu con đại điểu vậy đó, muốn làm gì đó làm. Nè. Ha. Ốc nhái rồi xịn sò đồ chơi em lắm trên. Máy im ngon thôi. Rẻ mà. Asilo 12 năm nha anh em. Này chạy thì nó vào đầm, máy zin im ngọt ngào. Susmart Revo 10 triệu. Giá trên liên đó anh em cập nhật. 1 năm ha. 13 ha, Suzuki 3 mà cái mâm. Mâm đúng mâm hãng nha anh em. À, giá của Suzuki Genin á. Để cho tiện mua bán. Em sợ còn sợ nữa sáng nó chùi trường, nó chùi bay mắt, em còn ghi ngoài biển số nữa. Ghi phim ngoài biển số là cái cảng. Xe này hôm 19 phép giảm đúng 1 triệu 18 anh em ha. Nó giá trên cảng nè. Cái nào bán chậm quá thì giảm thôi. Để kích cầu với anh em, những kinh doanh mà. Những khi lỗ cũng phải bán nè, chuyện lời lỗ bình thường. Cái bẩn ha, chút nó gắn vô. Đối với những anh em mà xài xe á, ít có kiến thức về xe máy là không am hiểu về xe máy, là không có cái kỹ năng mà này kia đó, thì anh em hạn chế chơi bớt mấy cái dòng này đó. Chứ không phải là xe nào nó cũng suối anh em mua đâu. Những cái dòng xe mà cũ hay là kén thợ, những cái xe mà phụ tùng khó thay thế, khó kiềm kiếm, khó sửa chữa, anh em bớt chơi lại. Để phép sợ anh em chơi rồi xong rồi đầu về xài nó hư rồi không có thợ sửa, rồi là sửa tốn tiền tốn kém anh em và mất thời gian nhiều lắm ha. Kể cả mấy con xe bo cà phê này cũng ghi luôn nè, em 4 triệu mà lên xa chia mà mâm cái này kiếm đầu ra. Anh em hỏi giấy gì thì nó giấy cà phê là anh em hiểu rồi ha, có giấy tờ đàng hoàng giấy cà phê thôi. Còn muốn biết giấy cà phê giấy gì điện cho thằng Trường 0961 374 375. Em quay cái này xong chắc em đi nữa. Giá nhà điên anh em ha. Sigurd 9 triệu với 8 triệu. No. Mấy chữ no đây chuẩn lắm nha anh em. Tại vì no đây no bèo quá phải không mua đâu. No 5 6 triệu cũng có, nó 4 5 triệu cũng có nữa. Mà mua vậy bán cho anh em chửi phép chết. Xe mấy xe đó sao đi được. Mấy cái hàng Alex này cũng còn khá xe lắm anh em. Thấy không? Bình xăng nè. Kể cả xe đạp luôn á. Giá trên yên hết. Đây mốt dặn sang trường nó có lỡ nó quét bụi đó rồi nó bay trên nó ghi lại. Để mỗi lần phép quay phim nó có cái giá anh em dễ cập nhật. Nói chung ra kể cả phép gì đâu phải ghi anh em đâu. À, bán một sản phẩm đâu, sản phẩm vậy đó rất là quan tâm về cái giá. Mốt lấy cục phấn đó, mấy em bôi cái xe nào mà nó bị bay giá đó ghi lại trên yên giùm anh nha. Ghi lại. Để gõ đây mốt anh quay phim nữa, anh em đã cập nhật. À, những cái xe về cái rửa đây nè. Rửa nước lạnh xà bông. Rồi cho nó sạch sẽ rồi đậu chứ để nó dơ đậu trong nhà thấy gớm anh em ha. Rồi mình đi về cửa hàng đẳng anh em ơi, anh em đợi giữ máy luôn nha. Giữ máy luôn cho anh em coi nó làm đường nha.
đạp đường anh em. Ở Việt Nam thì không như nước ngoài đâu. À, đường này, làm đường thì nó có giá chứ nè. Nhựa ngào đó mét nhiêu rồi nhựa mà đổ đá rồi tráng lên mét nhiêu nó có giá nè. Rồi đằng này cái gì nữa, đằng này phép cũng làm giá rồi hết trơn. Này chiếc Super Cup mới về. Này cúp tum trăm anh em. Ở đây là điểm chính nha anh em ha. Điểm chính cửa hàng luôn. Cái này hôm qua có review rồi ha, chiếc 300i nè, 130 triệu. Bán mà từ giá này xuống giá này là xuống 130 triệu luôn. Có thể lỗ. Giá cho điên hết anh em ha. Giá điên hết. Cái này 217 ABS luôn. Xe này ổ khóa smart key nè. Thấy không? Còn này thì ABS. ABS. Xe mới chát à. Này đời 2020 luôn nè, em xem nè. Thấy không? ABS luôn. Ha, mới lắm rồi nè, như xe thùng vậy đó. Xếp ra. Mấy nãy hồi lẹm lẳng dọn hết. Cúp. Cúp này tum 90. Cánh án 70 86. Giá có hết trơn luôn anh em ha. Số điện thoại liên hệ nha anh em. Dòm giá cho đi nhìn phép nha anh em. Anh em nào quan tâm giá thì nhìn trên Yên. À vậy là chiếc AMX King với chiếc Winner đó bằng giá đó, 32. Anh em có sự lựa chọn ha. Cái mô tô cũng điều chỉnh giá nha anh em. Mô tô như giảm chiếc 2 triệu á. Cái này 56 thay vì 58, cái này 46 thay vì 48. Mấy mô tô này chắc mới có nghỉ nhập quá anh em, bán chậm quá. Xe đẹp đẹp không mà bán được. Ở đây bụi dưới này lao không nổi nè. Bởi ở trong xe trong cửa hàng anh em dòm không có đẹp. Ở đến khi anh em về anh em dọn rửa lại thì xe nó ok lắm anh. Giá ghi điện hết nha anh em. Đây là hầu như là dãy rim. Dãy rim. Anh em có cần thêm chi tiết hay là có thích review thêm chiếc nào đó, anh em cứ inbox phía dưới đi. Hay là cần xe gì đó rồi để phép tìm kiếm cho. Cái cắt dãy neo này phép cũng đã làm giá nữa rồi anh em. Dãy neo dĩa khu anh pha nó cũng làm giá nữa nè.
ba chiếc khăn đùm anh em ha, một chiếc khăn đĩa, tức là nêu kim tại cửa hàng như là còn ba chiếc khăn đùm, một chiếc khăn đĩa, chiếc đĩa, chiếc đùm, hai chiếc này là bằng giá nè, 24 triệu, chiếc trong là đĩa 30, chiếc này 26 năm, chiếc này thì nó đẹp lắm, đẹp mà nó chắc, chân sơn nó đẹp, ốc đậu bò nó kháng chân. Dưới này thì dãy quay nhỏ ha, vít ít alpha rim, anh em xem để ngồi phép quay giá trên yên cho anh em xem giá có gì niên hết. Xe này thì anh em ở Kiên Giang mà còn không biết là rước về anh em. Mãi tài mãi phất. Mãi tài mãi phất. Rồi, tới dãy xe ga. Xe ga này cũng có sự điều chỉnh giá cái chiếc SH trắng luôn ha. SH trắng này 26 triệu. 150 xe Ý. Giá rẻ như ở Thắc Mo Việt Nam. Ở đó mà lăn tăn gì đó. Còn số nít thì được hai bánh luôn. Mua được thêm bánh zin. Rồi được thêm cái niền nhôm bánh căm. Khu 1. Radar này rất là đẹp. Cái màu rất là sáng ha. Giá chị Liên là thấy không? Có ghi đầy đủ chị Liên hết. Còn giấy này thì mới về con AB này anh em dòm ốc. Khiếp hồn ốc vô anh em. Đây nè. Xe này màu đỏ. 2 gần 10. Xe này được lên đèn Thái vậy ha. Xe dần ốc dần si anh em dòm ngoài là xuống tiền đó. Quá trời nó đẹp. 32 triệu bao hồ sơ. Đẹp lắm. Biển 4 con. Ngay chủ luôn An Giang. Anh em dòm. Đẹp lắm nha anh em. Còn con bên là Thái 60. Giá trên yên luôn ha. Giá trên yên. Hai con neo này có giá trên yên. Cái này FI, cái này GT. Quay trên 10 là hình rất đẹp nha anh em. Máy ghim. Có chỉnh cái hình này rất đẹp. Anh em mua về chỉ việc là chơi thôi. Rồi khu 2. Khu 2 lô 3 chiếc này, chiếc nào cũng đẹp hết. Cho anh em đam mê nha. Mua mấy cái xe như thế này về chơi nó xứng đáng anh em. Nó xứng đáng. Những cái hàng quả mẫu này bây giờ thích tìm kiếm mà mua mà khơi khơi thì không được xe ngon đâu nha anh em. Mua mấy chỗ mà không uy tín này kia đồ thì không được xe ngon đâu. Mấy chỗ này vỏ còn hết trơn, hai xe này 205. Cái này 204. Cái này 32, này 32 luôn. Cái đó 34 anh em ha. Giá đó là bao gồm cả hồ sơ cho anh em đấy. À, dãy ghim này phép phép cập nhật rồi anh em ha. Cái này phép có 30, phép có giảm 29 nè. Hồ sơ thêm tiền nha anh em. Tâm lửa giờ giá này là VIP lắm rồi. Xe máy rin mà. Còn này giảm 42, cái này tư quý đó, dành cho anh em 83.
42 triệu bây giờ là mua được cái biển thôi. 30. Xe rất là đẹp. Còn mới ha. Rồi, chắc em phép đã cập nhật sơ ngang tất cả các xe có tại tiệm anh em ha. Anh em quan tâm ủng hộ thì liên hệ số điện thoại hotline của thằng Sang hoặc trường nha anh em. Số của thằng Sang là 032 55 55 330. Trường là 0961 374 375. Giờ phép chỉ xài một số tài khoản tại ngân hàng Sacombank tên Nguyễn Văn Phép 0700 6020 5560 duy nhất nha anh em. Anh em không chuyển số tài khoản nào hết ngoài số tài khoản này của Phép. Anh em mình nhớ giùm Phép nha anh em. Rồi ok, anh em xem xong nhớ ấn nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới màn hình để cập nhật xe về liên tục theo ngày giờ, cũng như tìm được xe mình đam mê và mong muốn nha anh em. Rồi ok, Phép xe máy xin chào thân ái.